Danh y dạy chấm mút thứ nước này thì trường thọ ngay, ai biết thì xin chúc mừng. Kính thưa quý vị và các bạn đã tới với bờ tỉnh thức. Có câu, học ăn học nói, học gói học mở. Một việc tưởng chừng đơn giản như ăn uống, hóa ra lại không hề giản đơn. Vì sao? Vì con người sống là để làm là để ăn, và có ăn thì mới có sống. Nhưng trái lại, có nhiều người vì ăn mà chết. Có lẽ nhiều người quá bận rộn, hoặc không để tâm đến việc ăn uống. Chỉ đến khi sức khỏe suy sụp, bệnh tật đã nghiêm trọng, thì lại bỏ tiền uống thuốc thay cơm, đi viện thay đi nghỉ dưỡng. Vâng, với nhiều người, ăn uống chỉ là một việc nhỏ nhặt tầm thường, nhưng đối với phương pháp dưỡng sinh, với ai muốn sống lâu sống khỏe, thì lại là vấn đề thiết yếu nhất. Vì vậy, nên xem ăn uống quan trọng như uống thuốc chữa bệnh vậy. Nhất là các bác đã có tuổi, nên xem việc ăn uống khoa học là nền tảng để đảm bảo sức khỏe, giúp kéo dài tuổi thọ, ngăn ngừa bệnh tật và sống an vui cùng con cháu. Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng bờ tỉnh thức đi tìm hiểu cách ăn gì để hết bệnh, ăn sao để trường thọ, ngay bây giờ. Việc ăn uống hàng ngày sẽ quyết định sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta chính là những gì mình đã ăn vào cơ thể. Vì sao nói, ngon miệng ăn nhiều ắt phải sinh bệnh? Vì có tới hơn 65% chứng bệnh dạ dày là do ăn uống tà sinh ra, và có tới hơn 40% vì ăn mà sinh bệnh. Cổ nhân có câu, bệnh theo miệng mà vào, họa theo miệng mà ra, và ăn nhiều sẽ sinh ra chất độc. Dù cho có bổ dưỡng như sâm, nhưng mà ăn uống quá nhiều cũng sẽ sinh uất kiết mà thành bệnh. Còn độc như mã tiền hay thạch tín mà biết bào chế kỹ lưỡng, phân lượng điều độ, thì lại trở nên một món thuốc giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Trong sách thuật dưỡng sinh có nói, vấn đề ăn uống nên quan trọng như uống thuốc chữa bệnh vậy. Quý vị có tâm ý muốn thực hành phương pháp dưỡng sinh thì nên áp dụng để điều tiết, ăn uống đúng phương pháp cho cơ thể được điều hòa. Cơ thể chúng ta vận chuyển rất đều đặn thì sự ăn uống cũng phải đều đặn và có chừng mực như thế. Dạ dày có thể tiêu hóa thức ăn trong 6 tiếng, đó là những lúc chúng ta làm việc thân thể, tay chân vận động nhiều. Nên mỗi ngày có thể ăn 2 hoặc 3 lần, lần trước cách lần sau, ít nhất 6 tiếng đồng hồ. Còn về ban đêm chúng ta ngủ, hơi thở được điều đặn và dài hơn, dưỡng khí oxy ở trên phổi tràn xuống, giúp cho dạ dày mát dịu. Hơn nữa, khi chúng ta ngủ, dạ dày ít co bóp hơn. Có khi chúng ta ăn một bữa cơm từ 6 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, suốt 12 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy đói. Vì thế, trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ, ta có thể ăn một vài thức ăn nhẹ như sữa, chè hay các loại bột đậu nếu có đói. Còn không thì vẫn không cần ăn thêm để dạ dày nghỉ ngơi, thần kinh được thư giãn mà dễ đi vào giấc ngủ. Trước khi ăn, quý vị nên ăn khai vị một vài món chua nếu có. Vì sao? Vì để cho chất nước dịch vị và nước miếng đưa ra ngoài miệng nhiều, giúp dễ thu nhận các thức ăn. Nhưng chỉ nên ăn một ít thôi. Quý vị không nên dùng quá nhiều đồ chua như chanh, giấm, xoài tươi, me. Chỉ làm gia vị một ít là tốt rồi. Vì trong những thức ăn ấy có nhiều axit sẽ làm tê liệt các mao di tuyến, mao tràn khiếu của cơ quan tiêu hóa. Trước khi ăn, quý vị không nên uống rượu. Vì sao? Vì lúc này bụng đang đói, cơ thể đang đòi hỏi thức ăn. Nếu rượu vào các mao tràn, khiến nó bị hút trọn về gan, làm cho tế bào gan có thể teo lại hay phồng gút lên. Hoặc hơi nóng của rượu đưa về tim, làm cho thần kinh phải kích thích. Sau mỗi bữa ăn cơm chiều tối, khí trời mát dịu, cơ thể ít vận động, quý vị có thể uống một chén con rượu. Tốt nhất là các loại rượu nhẹ như rượu chát, rượu nho hoặc các loại rượu thuốc nhẹ. Một chén nhỏ có thể hỗ trợ cho sự tiêu hóa
và khí huyết sẽ được điều hòa. Nếu quý vị hành đúng theo pháp dưỡng sinh thì nên tránh xa các loại rượu mạnh, cà phê đậm đặc hoặc thuốc lá. Giữa bữa ăn, quý vị không nên uống nước, vì nước làm loãng thức ăn, loãng dịch vị, dạ dày khó tiêu hóa, mau tràn ruột không thấm hút hết chất dinh dưỡng trong thực phẩm. Sau bữa ăn, chỉ nên uống vài HOP nhỏ cho sạch miệng mà thôi. Nếu cơ thể còn đòi hỏi nước, thì sau khi ăn khoảng 45 phút hay 1 giờ, quý vị có thể uống thêm. Nhưng cơ thể con người trung bình tiêu thụ 2 lít nước mỗi ngày, mà trong đồ ăn thức uống đã có hơn 1 lít rồi. Thế nên, mỗi ngày quý vị uống 800ml, tới 1 lít nước đun sôi để nguội là đủ rồi. Trong khi ăn, quý vị cố gắng nhai cho kỹ, để cho nước miếng thấm đều theo thức ăn xuống dạ dày. Vì nước miếng xuống dạ dày sẽ được về gan thành tân huyết, hay làm cho dạ dày được mát dịu. Nước miếng, hay còn gọi tần dịch, là thần dược trong cơ thể con người. Nó có thể trị những chứng sưng gan, tim lớn, làm mát dịu cho thần kinh, trị được các chứng tê bại đau nhức, nhất là những chứng viêm loét dạ dày và thực quản. Chúng ta cũng thường thấy rằng một cái dầm hay xương cá khi chích vào chân răng, lưỡi, miệng, khi lấy ra rồi thì chỉ trong 2-3 tiếng sau sẽ không còn đau nhức nữa. Nếu ngoài da thịt bị chích như thế thì ít nhất cũng 4-5 hôm mới hết, có khi lại lỡ loét ra thành nhiễm trùng nữa. Cho nên nước miếng chính là ngọc dịch, là chất chống viêm tốt nhất. Vì sao người phương Tây thường nhai kẹo cao su trong khi họ làm việc bàn giấy? Đó chính là để cho nước miếng vận chuyên về não, giúp cho trí óc được êm dịu. Ngày xưa các vua chúa và giai cấp quý phái ở Trung Hoa thường dùng phương cải lão hoàng đồng bằng cách chọn lựa mỹ nhân trẻ đầy đủ sức khỏe để nhai thức ăn cho kỹ. Sau đó sẽ áp môi chúng vào miệng cho những vị hoàng gia ấy, và những người được bón sẽ chấm mút hết những nước miếng ấy để sống lâu sống khỏe hơn. Cũng như những bà mẹ Việt ngày xưa thường nhai cơm cho con, nên đứa trẻ sẽ được hưởng chất miễn dịch tự nhiên từ mẹ. Chất nước miếng quý giá như thế, nên từ xưa đến nay đã nhiều người cất công tìm kiếm những chất nước miếng từ loài động vật, như nước miếng cá ông voi, gọi là long diên hương. Đây là một loại thuốc quý giá, đắt gấp 3-4 lần giá vàng. Hay quý vị có biết nước miếng loài chim yến không? Loại chim này khạc nước miếng ra làm tổ, gọi là yến sào, một loại thức ăn rất quý và bổ dưỡng nhất. Ngày xưa, đàn bà xứ Mông Cổ lấy nước miếng bò rừng hòa với nhụy hoa để trang điểm, khi thoa lên mặt sẽ làm cho làn da mịn màng tươi nhuận. Trong các phương pháp dùng nước miếng, có một câu chuyện về hoàng khuyển đoạt công hầu, chỉ có nước miếng mà làm nên sự nghiệp bá tước. Chuyện là thời xưa ở Hy Lạp, có một vị vua bị ung nhọ ở chân, đau nhức không sao chịu nổi. Các danh y bốn phương được triệu tập đến, nhưng không sao chữa khỏi. Trong hoàng cung có một chú hoàng khuyển, hay còn gọi là chó vàng. Mỗi khi vua lê chân ra hoa viên hóng mát thì chú cũng theo chân nhà vua ngồi nghỉ. Chú quanh quẩn bên chân và liếm vào chỗ ung nhọt đó. Mới đầu nhà vua thấy đỡ nhức nhối, nhưng sau 3 tháng chú vẫn tiếp tục liếm. Hóa ra chất nước miếng của chú chó đã thấm dần vào da thịt và làm lành hẳn chỗ ung nhọt ấy. Nhà vua lấy làm vui mừng, phong cho chú chức công hầu, ngang hàng với những vị quan đại thần. Và chú chó cũng có áo mũ cân đai, cung phi mỹ nữ nâng khăn đỡ túi như người. Tuy nhiên, không phải nước miếng loài nào cũng tốt. Những loài bò sát quanh năm ở dưới đất hoặc ở trong hang, ít đón nhận ánh nắng mặt trời thì nước miếng lại càng độc gấp bội. Từ đó mới biết chất nước miếng trong cơ thể con người chính là một phương thần dược tự nhiên. Chúng ta nên vận dụng nước miếng để nuôi dưỡng cơ thể. Đánh lưỡi và nuốt nước miếng thường xuyên có thể giảm nguy cơ viêm loét đường tiêu hóa và làm mát phổi. Nước miếng chính là liều thuốc kháng sinh tự nhiên, là lá chắn của cơ thể,
và là thứ nước khiến cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Vì vậy, hãy nên gìn giữ nước miếng, xem nó như những giọt huyết cầu trong cơ thể vậy. Khi ăn, bạn nên nhai kỹ để cho nước miếng ra nhiều, đưa xuống dạ dày chuyển theo máu đi khắp cơ thể. Để giữ gìn nước miếng, ta không nên hút thuốc hay khạc nhổ nhiều. Bây giờ, chúng ta đã biết nước miếng chính là thứ nước quý báu nhất rồi. Vậy thì ăn thế nào để sống trường thọ? Xin thưa, khi chúng ta già đi, các cơ quan khác nhau trong cơ thể sẽ dần dần thoái hóa và lão hóa đi. Người cao tuổi có nhu cầu cao hơn về các chất dinh dưỡng thiết yếu do sức tiêu hóa và khả năng hấp thu giảm. Nghiên cứu cho thấy rối loạn chức năng nhận thức ở người cao tuổi có liên quan mật thiết đến việc thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng. Khoa học đã chứng minh rằng chế độ ăn uống hợp lý và cân bằng dinh dưỡng là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao khả năng miễn dịch, trì hoãn lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, các bạn nên biết về những chất dinh dưỡng mình cần bổ sung, có trong thực phẩm nào thì mới có thể ăn đúng cách, từ đó sống lâu sống khỏe. Thứ nhất là chất đạm. Chất đạm cực kỳ quan trọng đối với người cao tuổi, chiếm khoảng 14% tổng năng lượng. Ví dụ, một người cao tuổi có chiều cao 1m7, thường cần ít nhất 65g chất đạm mỗi ngày. Cho nên trong khẩu phần ăn hàng ngày, cần đặc biệt chú ý bổ sung chất đạm chất lượng, thường có trong gà, vịt, cá, thịt nạc, trứng, sữa và các sản phẩm từ đậu nành. Thứ hai là chất béo. Lượng chất béo chiếm từ 20-30% tổng năng lượng. Cần đảm bảo bổ sung các axit béo không bão hòa đơn và axit béo không bão hòa đa, thường có trong các loại dầu thực vật như dầu ô liu, dầu trà, dầu lạc, dầu đậu nành, dầu ngô, dầu thực vật. Chúng ta nên dùng từ 25-30g dầu ăn mỗi ngày, tức là khoảng 3 thìa canh. Phần mỡ còn lại có thể tách ra khỏi thực phẩm, nhưng tổng lượng không quá 50g trên ngày. Thứ ba là carbon hydrate. Lượng carbon hydrate của người cao tuổi nên chiếm từ 55-65% tổng năng lượng. Khuyến cáo rằng thực phẩm chủ yếu nên kết hợp giữa thô và mịn, đồng thời tăng cường ăn các loại ngũ cốc thô, chẳng hạn như yến mạch, ngô, lúa mì nguyên hạt. Chúng ta nên ăn trái cây hàng ngày, không nên thay trái cây bằng nước ép. Vì sao? Vì quá trình ép nước sẽ làm mất đi chất xơ và vitamin trong hoa quả. Đối với người già, táo cắt nhỏ có giá trị dinh dưỡng cao hơn nước táo. Thứ tư là khoáng chất. Khả năng hấp thu canxi của người cao tuổi suy giảm đáng kể. Lượng canxi khuyến nghị cung cấp hàng ngày cho người cao tuổi là 1000mg. Mỗi 100ml sữa chứa khoảng 100mg canxi và 2,9-3,6g chất đạm. Uống 500ml sữa hoặc lượng sản phẩm từ sữa tương đương mỗi ngày là nguồn thực phẩm cung cấp canxi tốt nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn nhiều hơn các loại hải sản giàu canxi như tôm khô. Ăn 10g tôm khô có thể bổ sung 100mg canxi. Ngoài ra, người cao tuổi cũng là nhóm có nguy cơ cao dễ mắc bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Họ có thể ăn gan động vật như gan lợn, gan gà từ 1-2 lần mỗi tuần để bổ sung sắt. Thứ năm là vitamin. Do sự suy giảm quá trình trao đổi chất và miễn dịch ở người cao tuổi nên cần có đủ vitamin để thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ví dụ vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, có thể giúp người cao tuổi chống lại sự gia tăng của các gốc tự do, tăng cường khả năng miễn dịch và trì hoãn sự lão hóa. Vitamin A duy trì chức năng thị giác, có thể trì hoãn và kiểm soát các tổn thương tiền ung thư. Vitamin B1 có thể thúc đẩy quá trình hấp thu và chuyển hóa carbon hydrate và duy trì sức khỏe của hệ thần kinh. Cho nên, quý vị nên ăn uống phong phú và dạng thực phẩm.
không nên ăn theo sở thích hoặc một thói quen cố định sẽ dễ gây thiếu hụt vitamin cần thiết cho cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với 5 bí quyết để sống trường thọ. Bí quyết thứ nhất, đa dạng chủng loại và phối hợp đúng cách để duy trì cân bằng về lượng các chất dinh dưỡng. Chúng ta nên đa dạng hóa thực phẩm. Mỗi tuần ăn 3 loại thịt, 5 đến 6 loại rau và 3 loại ngũ cốc. Kết hợp dày và mỏng, sử dụng thực phẩm nguyên hạt thích hợp, phải đảm bảo từ 50 đến 150 gram. Đảm bảo ăn đủ ngũ cốc và khoai tây, ăn cá, thịt gia cầm, trứng và thịt nạc để đảm bảo cung cấp đủ lượng đạm chất lượng cao. Ăn loại thịt vừa đủ mỗi ngày, đồng thời ăn không dưới 3 loại rau hoặc trái cây bằng cỡ nắm tay. Nên ăn nhiều rau có màu sẫm và các loại rau thuộc họ cải như bắp cải, củ cải, cải dầu, súp lơ. Lượng rau khuyến nghị hàng ngày là 300 đến 500 gram, trong đó rau sẫm màu chiếm một nửa. Lượng trái cây khuyến nghị là 200 đến 350 gram và nên thay đổi loại thường xuyên. Mỗi ngày nên uống 1 đến 2 cốc sữa, thường xuyên ăn các sản phẩm từ đậu nành. Điều này sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cân bằng cho cơ thể. Bí quyết thứ hai, độ dày và mỏng phù hợp để dễ tiêu hóa. Thức ăn phải được làm chín, mịn, mềm. Các loại ngũ cốc thô phải nấu chín nhuyễn bằng cách ninh, hầm, hấp, luộc để dễ tiêu hóa và hấp thu. Khi ăn bạn nên nhai kỹ và chậm rãi. Tốt nhất nên chọn số lượng là 3 bữa chín một ngày. Và nếu muốn có thể ăn nhẹ vào giữa buổi sáng và chiều. Bạn cũng hãy hạn chế ăn đồ muối chua và giữ lượng muối ăn hàng ngày không vượt quá 5 gram. Bí quyết thứ ba, tâm trạng vui vẻ, khuyến khích ăn uống cùng nhau. Sự thay đổi nhịp sống sau khi nghỉ hưu sẽ khiến một số người cao tuổi cảm thấy chán nản và kém ăn. Do đó cần điều chỉnh tâm trạng và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và xã hội. Bạn cũng có thể lấy nấu ăn làm sở thích. Có 2-3 người bạn cùng tận hưởng quá trình chế biến những món ăn tốt cho sức khỏe và cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon. Bí quyết thứ tư, giảm ngồi yên và vận động vừa phải. Ngoài việc ăn uống, người cao tuổi không được bỏ bê việc tập thể dục ngoài trời, tránh để cho thể lực suy yếu. Người ta nói sức khỏe là vàng, mà đối với người cao tuổi, dự trữ cơ bắp chính là dự trữ vàng. Tránh mất cơ là rất quan trọng để duy trì hoạt động thể chất cho toàn cơ thể khỏe mạnh. Các hoạt động ngoài trời và ánh nắng đầy đủ có lợi cho việc tăng cường sức khỏe, cơ bắp và xương. Bên cạnh đó, ánh sáng mặt trời sáng sớm cũng giúp tăng quá trình tổng hợp vitamin D trong cơ thể và ngăn ngừa các bệnh như loãng xương. Theo thống kê, một nửa số người trên 40 tuổi đã mắc các bệnh về xương khớp. Nếu không sớm cải thiện thể trạng, tuổi thọ sẽ có thể bị rút ngắn từ 10 đến 15 năm. Cho nên, nếu ai muốn trường thọ, hãy siêng vận động đúng cách, thường xuyên tắm nắng trong sáng sớm. Bí quyết thứ năm, hãy luôn cảm thấy hạnh phúc. Khi nghĩ đến sức khỏe, chúng ta thường nghĩ đến việc tập thể dục và ăn uống hợp lý, nhưng đó mới là món ăn vật chất. Còn một yếu tố quan trọng khác, đó là món ăn tinh thần. Cảm giác hạnh phúc cũng quan trọng đối với sức khỏe, như thói quen ăn uống và hoạt động thể chất. Sức khỏe của bạn xấu đi khi tâm trạng của bạn không vui vẻ, thoải mái và ngược lại. Vì vậy, nếu muốn giữ sức khỏe, ngoài việc chú ý đến thời gian tập luyện mỗi ngày, bạn cũng nên học cách tận hưởng mọi thứ xung quanh để có thể khiến mình hạnh phúc. Nếu bạn muốn sống lâu thì không được nổi giận hay lo lắng, mà phải luôn vui vẻ, hạnh phúc và cười thật nhiều. Như thường lệ, xin mời quý vị đến với câu chuyện cảm động vợ và chồng trẻ. Đó là một ngày vào tháng 5 năm 2005, khi ông Nhân đang làm việc trong vườn rau, còn bà Anh thì đang đứng bên lề đường. Là do bà Anh ở nhà giận con dâu. Thấy vậy,
Ông Nhân bèn tới hỏi thăm an ủi bà chị gái này. Họ đã trò chuyện suốt, tâm sự buổi chiều hôm ấy. Sau đó, vì thấy hợp nhau, bà Anh và ông Nhân đã quyết định về ở với nhau. Khi đó, vợ của ông Nhân đã qua đời được 2 năm, còn chồng của bà Anh cũng qua đời đã được 40 năm. Tính đến nay, họ đã ở bên nhau được 11 năm. Cách đây vài năm, họ đã nộp đơn xin đăng ký kết hôn. Tháng trước, bà Anh vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 102 của mình và ông Nhân cũng sắp tròn 80 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác hơn 20 năm, nhưng cặp vợ chồng già sống rất hòa thuận và đẹp đôi. Ông Nhân luôn lo lắng bà Anh mệt mỏi và yêu cầu bà ấy làm việc ít hơn. Còn bà Anh luôn lo lắng ông Nhân ăn không ngon. Mỗi khi đi chơi hoặc ra ngoài, họ thường nắm tay nhau. Ở quê, cặp vợ chồng già này vẫn sống một mình. Họ có một căn phòng ở tầng trệt là không gian riêng tư của họ. Ông Nhân nuôi một con trai và 4 con gái. Nhưng năm 2003, vợ ông qua đời, người con gái sống gần bố nên thường xuyên đến thăm ông. Cô nghĩ đến nỗi cô đơn của cha mình và quyết định tìm một người vợ cho ông. Nhưng các người con trai cả lại nhất quyết không đồng ý và nói rằng tuổi già như vậy mà còn lấy vợ thì chẳng phải xấu hổ sao. Nhưng lúc này ông Nhân đã gặp bà Anh. Cô con gái cũng biết điều này nên rất vui mừng. Cô đặc biệt đến thuyết phục anh trai mình. Người anh cuối cùng cũng đồng ý, bèn nói chỉ cần bố và các em vui là được. Năm đó, khi bà Anh lần đầu tiên đến nhà họ, con trai của bà Anh không đồng ý nên đã đến cửa và muốn đưa mẹ về. Con gái ông Nhân, người luôn ủng hộ hai người, đã nói với người mẹ kế này rằng đây là hạnh phúc của mẹ, chìa khóa là trong tay mẹ, có mở cửa bước vào hay không là do mẹ tự quyết. Sau một hồi thuyết phục con trai mình, cuối cùng bà Anh không quay về. Bà đã chọn ở lại với ông Nhân. Vì bà biết, bao nhiêu năm qua một mình lo lắng cho con, giờ con bà cũng đã yên bề gia thất. Bây giờ bà cần phải sống cho chính mình. Ông Nhân là người tốt hiếm có, bà lại nhiều tuổi như vậy rồi, đâu phải lúc nào cũng có thể gặp được một tấm chân tình đáng quý như thế. Vả lại, các con của ông Nhân cũng luôn ủng hộ bà không thể bỏ lỡ hạnh phúc này. Vâng, chúc quý vị và gia đình luôn bình an hạnh phúc và sống vui sống thọ. Cảm ơn đã luôn ủng hộ Bờ Tỉnh Thức mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.